Theo như là hãng hàng không quốc gia của Nga tên là Aeroflot đã cho ra cái thông cáo nói rằng là chúng tôi tạm thời đình chỉ toàn bộ những cái chuyến bay ra nước ngoài bắt đầu từ ngày 8 tháng 3. Do cái tình huống đã có những cái cản trở hoạt động này và cho biết rằng đường bay nội địa và đến Belarus sẽ không có thay đổi. Sau khi mà đưa ra cái thông báo này, do rằng là Moscow cũng đã khuyến cáo những hãng hàng không của Nga thuê những cái máy bay của nước ngoài bị đình chỉ hoạt động chở khách và chở khách ra quốc tế vào ngày 6 tháng 3, cũng như là những cái nước khác mà đến nước Nga vào ngày 8 tháng 3 sắp tới. Thì theo như cơ quan vận tải hàng không của Liên bang Nga cũng đã ra thông báo rằng là sẽ đóng không phận của 36 quốc gia và các vùng lãnh thổ đã ra lệnh mà đã cấm máy bay của Nga, và nói rằng là điều này là phù hợp với quy tắc của luật pháp quốc tế. Và trong cái danh sách 36 nước có gồm có là Anh, Đức, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Italy, Canada, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Estonia, Latvia, Litva, quần đảo Virgin và đảo Jersey thuộc của Anh Quốc. Thì theo như là chủ tịch của Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng đã tuyên bố rằng là toàn bộ không phận của 27 các quốc gia Liên minh châu Âu sẽ đóng cửa tất cả máy bay chuyến bay của Nga, Canada và Hoa Kỳ cũng đã có những cái lệnh ngừng tương tự như vậy. Và cái lệnh này cũng sẽ cắt đứt Nga khỏi tuyến đường bay hàng không về phía Tây, trong khi những cái biện pháp trả đũa do Moscow ban thì có thể khiến cho những cái hàng không của châu Âu hiện tại đang rất là gặp khó khăn về phía Đông, đặc biệt là về hướng về châu Á. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái hành động ăn miếng trả miếng, và cả Nga với lại Ukraine cũng đã có một cái kế hoạch đàm phán vòng thứ ba vào trong cuối tuần này để tìm một cái giải pháp cho sự chiến sự này. Thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã khẳng định rằng là Moscow cũng sẵn sàng để mà đàm phán, nhưng mà sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự khi các cuộc hội đàm vẫn đang được diễn ra, bởi Nga không thể cho phép những cái cơ sở hạ tầng của Ukraine tiếp tục tồn tại ở đây, giống như là một mối nguy hại đến lại đối với Nga. Chính vì vậy mà cái lò hạt nhân lớn nhất trên thứ hai trên thế giới của Ukraine cũng đã bị phát nổ, mà cái thông báo đó chúng tôi cũng đã gửi cho quý vị trong những cái bản tin lần trước.